mọi người xem cơm lam nè. Đó. Vậy là ống này là hình như là ống trúc nè mọi người. Cơm lam ống trúc. Thường thì trúc nó mới có cái bọng ở phía trong. Hello, xin chào mọi người. Chúng ta lại gặp mặt nhau rồi mọi người ơi. Bây giờ hiện tại là thành phố Vĩnh Long của mình hơn 18 giờ rồi, hơn 6 giờ tối rồi. Trời ở thành phố Vĩnh Long của mình hôm nay không có được đẹp tí nào luôn. Vẫn còn đang mưa lâm râm lắc rắc luôn nè. Buổi chiều thì mưa lớn rồi, mà bây giờ thì lâm râm. Hôm nay mình lại giới thiệu với mọi người ha, một cái món ăn mới xuất hiện gần đây thôi ở tại thành phố Vĩnh Long của mình nữa, tại một quán ăn là cũng bán cũng một thời gian ở Vĩnh Long rồi, nhưng mà cái món này thì mới xuất hiện tại quán đó thôi. Thật ra hôm nay mình dắt mọi người lại đi ăn, đi thưởng thức cùng với mình về cái món mới này tại cái quán này nha. Hiện tại thì cái món ăn mà mình chuẩn bị giới thiệu cho mọi người đó, nó là một món ăn hình như là của người dân tộc đó. Và hiện tại và bây giờ đã xuất hiện tại Vĩnh Long. Thì đương nhiên làm sao thiếu mặt mình được phải không mọi người? Để dẫn dắt mọi người cùng thưởng thức với mình xem cái vị như thế nào và chất lượng ra sao nha. Trời vẫn còn đang mưa, nếu mà hạt mưa có rớt vào cái camera hơi bị nhòe thì mọi người thông cảm với cho mình nha. Đó, mình dắt mọi người đi qua đoạn đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long, nơi mà mình và mọi người cùng sắp được thưởng thức một món ăn dân tộc. À, nó thẳng luôn mọi người ơi, đó là hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi ăn cơm lam, cơm trong ống tre đó. Nghe hấp dẫn không mọi người? Mọi người táo bụng không ạ? Thì chỗ bán cơm lam là sẽ nằm trên đoạn đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long nè. Mọi người có biết quán Chan Chum Chan Chu gì không ạ? Đây là cái quán sẽ bán cái món cơm lam mà mình cùng mọi người sẽ thưởng thức ngay sau đây. À, quán Chan Chum. Quán Chan Chum này là quán mình thấy ngày trước thì mình có ăn lẩu, ăn mì cay rồi đó. Đó thì hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi vào chung cùng mình nha. Chan Chum Chan Chun, món cơm lam ở trong cái quán này. À, cái quán Chan Chun này là cái quán phố chợ Nàng Kim mà mình đã từng review nha mọi người. Đây, chúng ta ăn thôi. Để xíu. Ở đây thì mình thấy quán có bán cái món là gà thái nướng cơm lam, được ướp từ 100 gia vị nhập từ Thái. Wow. Nghe rất là hấp dẫn luôn. Sau đây ha, chúng ta cùng vào thưởng thức thôi mọi người ơi. Để xe đã. Chào em. Hiện tại là cái món cơm lam của mình là có chưa em? Dạ có rồi ạ. Ở đây thì cái cơm lam của mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ em? Dạ, bên em mở cửa bán từ 9 giờ đến 12 giờ tối. 9 giờ sáng tới 12 giờ tối. 9 giờ sáng đến 22 giờ tối. À, tới 10 giờ tối ha. Rồi sau đây mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức nha. Món cơm lam. Ủa cái cơm lam là mình ăn cơm với kèm với cái gì nữa em? Dạ cơm lam này là ăn chung với thịt gà. À dạ. chung với thịt gà. Dạ đúng rồi, gà có nước chấm con gà kia này. À cái này là gà nướng nha em. Dạ đúng rồi ạ. À. Cái này hình như là nửa con hả? Dạ nguyên một con à. À nguyên một con. Nếu mà anh đi hai người thì anh sẽ ăn dùng mấy ống? Dạ tùy hay mình chọn à, bên em là tính ống chứ không tính người à. À tính ống chứ không tính người. Dạ đúng rồi ạ. Có nghĩa là một phần là sẽ bao gồm một con gà nướng. Dạ đúng
đúng rồi, bên em bán là một con gà nướng 150, còn à, ống 15 là 15 ngàn một ống à. À vậy đó hả? Ở đây thì mình ăn cơm lam là có kèm với rau gì không em? Có à, rau ăn gà. Rau gà bên này thì bên em có là dưa leo, à, rau quế đất và dưa, à, dưa cải chua. Ồ, nghe rất là hấp dẫn luôn. Rồi, mình vào trong ngồi thôi mọi người ơi. Mình lấy một con, mình có chùm cơm lam không anh? Đây là không gian ở bên trong của quán chanh chua nha mọi người. Hôm nay là do là trời mưa đó, thành ra là mình mới có thời gian buổi tối để quay giới thiệu với mọi người những cái món cơm lam này. Để xem mình sẽ ngồi ở đâu nha. Mình sẽ ngồi ở đây. Rồi cho mọi người xem để mình kêu. Rồi mọi người ơi, sau một khoảng thời gian chờ đợi gà nó chín rồi đó, thì bây giờ là em nhân viên, em tên gì? Em tên Đạt. Ờ, em Đạt sẽ bắt đầu là bán cho mình và mọi người con gà thưởng thức nha. Rồi bây giờ đặt lên hay sao em? Dạ, đặt lên. À ok, mọi người thấy dĩa rau nhìn rất là hấp dẫn luôn. Với rau này là như em Đạt chia sẻ là rau quế đất nè mọi người. Đó, dưa leo, dưa cải, chua, ngọt. Rồi giờ chúng ta cùng đợi em Đạt cho chúng ta thưởng thức con gà nào đây. Rồi sau một thời gian chờ đợi thì em Đạt đã nướng xong cho mình con gà Thái chín rồi nè mọi người. Đạt nướng rất là kỹ luôn. Đây mọi người xem, đây là con gà mình cùng mọi người thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay chung với món cơm lam rất là đặc biệt tại quán Chan Chun. Hấp dẫn không mọi người, nóng hổi luôn nha. Em gà này tầm 1.2 kg tới 1.3 kg đó mọi người. Thao tác rất là chuyên nghiệp luôn. Với kinh nghiệm mà một ngày em nướng thì nó tầm bao nhiêu con rồi Đạt? Dạ, tùy theo tùy theo ngày. Tùy theo ngày em thôi. Ok. Lấy ra cũng là một nghệ thuật. Hấp dẫn không mọi người? Quá hấp dẫn luôn. Rất là chuyên nghiệp luôn. Rồi sau đây là tiếp tục em Đạt sẽ lấy cơm lam để mình và mọi người cùng thưởng thức nè. Này mọi người xem cơm lam nè. Đó, vậy là ống này là hình như là ống trúc nè mọi người. Cơm lam ống trúc. Thường thì trúc nó mới có cái bọng ở phía trong. Rất là tuyệt vời luôn. Hấp dẫn quá mọi người ơi. Em tuốt cái này có bao giờ bị dầm tắm? Dạ lúc đầu thì cũng có mà biết quen tay hết. Ừ, đúng rồi, chứ mấy cái này nó rất dễ bị dầm tâm luôn á. Dạ đúng rồi. Rồi rất là tuyệt vời là em Đạt đã hoàn thành xong cho mình rồi mọi người, một cái con gà nướng Thái kèm với hai ống cơm lam với giá là cái này hình như là 180 gà luôn. Con gà là 150, cơm lam thì 15 ngàn một ống, hai ống 30 ngàn, tổng okay. Tổng cái này là 180. Cái này ăn có kèm nước chấm gì không? Dạ có, cái này ăn kèm với nước chấm, đặc biệt là nước chấm gà đặc biệt là. À rồi, cảm ơn em Đạt. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng thưởng thức chung với mình nha. Đây mọi người, đây là cái phần mà gà với cơm lam mà em Đạt đã đem vào cho mình rồi nè mọi người. Mình mời mọi người cùng xem chi tiết cho mình nha. Một con gà Thái nè, nướng Thái 1.2 kg luôn, tới 1.3 kg. Rất là to luôn. Đối với một cái con gà mà 1 kg mấy như vậy á thì mình nghĩ là phải 4 người ăn mới hết nha. Còn nếu mà mọi người đi 2 người á hoặc mọi người đi 1 người thì mình nghĩ ăn tầm khoảng nửa con là được rồi. Nửa con thì ở quán Chanh Chun bán giá 80.000 đồng. Còn một con thì là 150.000 đồng. Thì tùy theo cái
sức ăn của mỗi người nó khác nhau thôi. Còn cái ống cơm lam thì mọi người cũng biết ha, 15.000 đồng một ống. Ở đây thì mình kêu hai ống nè, mà mọi người xem nè, nè xem kỹ con gà nè, đó, caramel quay kỹ một tí, nè cái da mọi người thấy không, vàng bóng ngậy luôn. Gà nướng này được nướng rất là khéo luôn, em Đạt nướng rất là khéo đó. Tại mình cũng thường xuyên nướng mình biết không có bị khét mà nó vừa chín tới, da gà là vàng ươm luôn. Còn ống cơm lam đó mọi người, thì khi mọi người lại ăn nó thì em Đạt sẽ bắt đầu là lấy cơm, sau đó bỏ lên trên cái bếp nướng, rồi bắt đầu là nó sẽ ấm lên thì em Đạt sẽ lấy ra cho mọi người thưởng thức. Thì mọi người cũng biết là các loại rau mà nãy mình có giới thiệu với mọi người ha, rau này là rau quế đất, dưa cải, dưa leo. Rồi bây giờ chúng ta thử trước nha. Thì gà thì mọi người chắc cũng biết nhiều rồi, chúng ta cùng thưởng thức trước cái ống cơm lam với giá 15.000 đồng này xem như thế nào nha. Mọi người xem chi tiết nè, caramel chấm lấy nét cho mọi người xem này. Mình thấy là cơm này hình như là rất là dẻo luôn, mình nghĩ chắc là sẽ là có nếp hoặc là cơm gạo Thái gì đó. Rồi chúng ta cùng trùng thử nha mọi người, ấm ấm nè ha, sau khi được nướng lên nè, chúng ta dứt ra rất là dẻo luôn mọi người, mọi người thấy không, cơm hay nếp gì nè, đó, rất là dẻo luôn. Chúng ta thử nha. Wow, dẻo dẻo luôn. Mình nghĩ đây là nếp đó mọi người, dẻo dữ dằn lắm. Thì trong cái ống cơm lam này á, tại quán Chan Chun á, thì mình thấy là cái nếp này nó có một cái mùi hương là của lá dứa nha, thơm lắm mọi người. Cái vị mặn mặn nhẹ nhẹ được nêm sẵn ở trong cái ống cơm lam này. Bình thường là mọi người ăn không gì cũng rất là ngon nha, nó dẻo mà nó thơm, mà cái vị nó nói chung là ngon lắm. 15.000 mình thấy là xứng đáng lắm mọi người. Rồi chúng ta thử tới cái món chủ đạo tiếp theo. Thì mọi người cũng biết ha, đây sẵn cho mọi người xem, đây là cái chén nước chấm Thái nè. Đây mình thấy có ớt nè ha, mình thấy có hành tây nè, tắc nè, cái này là như gò gai nè. Mình thử cái vị xem như thế nào luôn nha, mời mọi người cùng thử chung với mình nè. Cái nước chấm này là nước mắm chua ngọt đó mọi người, ngon lắm mọi người, chấm cũng ngon lắm. Rồi chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ thưởng thức tới cái con gà nha, gà nướng Thái. Bây giờ chúng ta sẽ thử phần nào bây giờ. Cánh nè mọi người, đây cho mọi người xem, camera gần lại tí, camera đó, mình sẽ thử phần cánh nè. Chỗ khúc này thì cái phần da nó hơi nhiều nè, nói mình thì rất thích ăn da. Da có một cái độ giòn nhất định. Con gà thì cũng được ướp gia vị ha. Cảm nhận đầu tiên thì cái mùi vị là cái da gà, cái thịt gà cũng đã được ướp một tí gia vị mặn mặn nhẹ nhẹ trong đó. Da gà thì có một cái mùi thơm trong khi nướng lắm nha mọi người. Đúng là khi mà mình chấm với cái nước nè mọi người là nó sẽ đúng bài hơn nha. Vậy là mình đã giới thiệu xong với mọi người ha, một cái món ăn mới đó xuất hiện tại thành phố Vĩnh Long của mình, tại quán Chan Chun số 49 đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Cơm lam gà nướng Thái nên mình thấy là giá cả rất là bình dân luôn, và chất lượng là cơm là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, hẹn gặp lại mọi người trong video sớm nhất. Chào tạm biệt tất cả mọi người.